Hút nhang các
con cho ngồi cầm lái. Anh chụp này chưa? Chị chưa mới quay à? Để anh quay à? Để anh chụp một cái đi. Thank you.
xong rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin mời tất cả tâm ý hướng về bản linh trở thành tâm niệm của tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ ơn hâm đỡ
Thank you.
Có
chạy gì chạy xuống cái hồi xỉn đâu quá chạy nổi. Thank you.
Hết luôn rồi, hết luôn rồi. Thank you.
đâu nghe luôn nói về. Câu này hay chết thêm cái sự thật. Chết luôn này, phản bại. Đâu thì chỉ nói sự thật không? Phản rồi. Biết là phản. Đó là hút gói máy thì nó gói không chịu rồi. Cái này kho. Đây có đồ này, nãy đứng lắc. Đồ cái này là có đồ. Trong này đang có lắc, trong này có đồ. Anh luôn bảo tôi đốt rồi, tôi la với tiền. Muốn tính tôi luôn. Mua hai sắp vàng uống dính vậy cái chừng mười mấy tỷ đó. Ờ, mấy tỷ luôn. Cũng vàng không? Không như bài. Thank you.
Bằng bốn chân báo bao gồm giam giữ
xanh dần thời ánh xanh dần sáng đó thời ánh xanh đó xanh chân thời ánh xanh chân hậu nhiệm tốn bó đông dần xa đời vân cõi chân từng hạt thành cầu công đến trang nghiêm như hay xa lời vân lại trong cõi nếu cô đơn phận đó thường trói nhạc trời đất bám vàng đồng ngày đêm sau thời cưới qua trời hoàng đà đã chuông xanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đợi qua đêm nhìn qua tốt em cũng nhiều người muốn lớn đến phận ở phương ta đến giờ âm biệt trở về một bóng anh cơm sống đi tình đời phân cõi đất cực lạc thành cầu không biết trái nghiêm dường hay lại nở xa đời phân cõi đó thường có nhiều kéo chim màu xanh xinh đẹp là thường nào thiết bất hạng không thương thánh do xa đời cả năm tận nhà con hẳn những dấu chiếc đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhà tiếng chim đó diễn nói nhìn chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thấy điều niệm phật niệm ba niệm thật xa lời vân ông chớ do rằng nhìn giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đêm phật nó không có ba đường nhìn xa lời vân cõi của đêm phật đó tên đường như còn không có lại có sự thật nhiều dấu chiêm đó là do đức phật A Di Đà muốn làm cho tiếng hoa biển tiếng lưu và biến hoa làm ra đây thôi xa lời vẫn trong cõi nước của đức phật đó gió nhẹ thổi động ca hàng cây bao nhà đồng hành lưới bao làm gian ra tiếng gì diệu tiếng buồn với các phần thường thì nhớ như thế không
Thank you.
Yeah.
Nam mô A Di Đà Phật.
về hướng dân dần đi như kỷ chính hồn nét độ tư cầu tháng quyến nam nữ phật tử bình an lợi lành âm siêu như thới ba giới chúng sanh tình dưỡng luôn trình thể thành phật nhớ Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Đàn già cũng mong cơm mà mời các sư huynh lên đảnh lễ xá ba xá và được an yên tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đà Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Giận Hồ Liêu Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ thưa và quý ngài, kính thưa quý vị, Phật tiếng vô thượng cảm đổi thay, con sao vợ vải hoa ô hoài, nhìn theo bay chân lọt du chân, căn nhà địa tạng căn nhà quay, con phố thời gian như bay đưa, với ngày nào gia đình chúng con còn xung hợp, thế mà hôm nay đặc biệt diễn ra đi một người, nghĩ đến đó lòng con bùi ngùi xúc động, biết làm gì đây chung cả nỗi đau sầu, đò tàu quá sư chi trò dung về, khi con người như kiếp sống phù du, căn cân được sao cái sống được thiên thu, mà người trầm lấy trăm năm khó kiếm. Và kính thưa chính quyền địa phương các cấp, kính bạch quý thầy, kính thưa quý bà con cô bác anh chị em, gia đình tham gia không bằng quý thuộc, bằng hữu gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 12 năm Nhâm Dần, là ngày ưa linh cổ của cụ bà Bùi Thị Nhân hưởng thọ 84 tuổi về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi là đội trưởng đội mai táng trại hộ Long Thành Hưng, được sự đồng ý thay mặt gia đình đến đây để làm lễ đọc quan đưa linh cổ của cụ bà Bùi Thị Nhân về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và kính thưa quý vị, nghi thức lễ đọc quan gồm có 4 lễ. Lễ thứ nhất là lễ quyện hương của gia đình tang quyến. Lễ thứ hai là lễ cảm tạ. Lễ thứ ba là lễ bố phá quan. Lễ thứ tư là lễ bái quan đọc quan đưa linh cụ của cụ bà Bùi Thị Nhân về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và kính thưa quý vị, và kính thưa gia đình tang quyến, trong giờ phút thiêng liêng cuối cùng này, tôi xin trân trọng lễ phép kính mời toàn thể anh chị em con cháu trong gia quyến, ai có họ kỳ tác phục, ngay trong giờ phút này mình hãy tập trung trước tiền sàn, đứng hai bên linh cụ để thực hiện nghi thức lễ đọc quan. Trước khi thực hiện nghi thức lễ đọc quan, tôi được sự đồng ý thay mặt gia đình làm lễ nguyện hương. Trước tiên cháu xin trân trọng lễ phép kính mời dì Chính Ân, là em ruột của cụ bà Bùi Thị Nhân, bước lên tiền sàn thắp ba nén hương trước giờ đưa tiền người chết ruột về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chính đốt nhang trước đây con cháu chung công đó đi. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm Nhâm Dần, em đứng trước tiền sàn thắp nén hương cầu chúc hương hộ chế bao siêu thoát, tìm đến Phật đài hưởng phước an. Và sau khi nguyện hương xong, cô xá ba xá thượng hương lên. Và sau khi cô thượng hương xong, cháu xin mời cô an tọa. Tình chị em muôn đời siết chặt, nghĩa chị em muôn thuở không phai. Hôm nay trước cảnh biệt ly, chị đi em ở hội sao không buồn. Lệ tuôn chảy khóc dòng dư lệ, tiện chị đi và tiếp tục chương trình. Cháu xin trân trọng lễ phép kính mời con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ bà Bùi Thị
thắp nén hương trước vợ đưa tiền. Mẹ hiền về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chắp tay ngang trán thành tâm cầu nguyện. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm Nhâm Dần. Các con đứng trước tiền sàn thắp nén hương thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật sớm đón rước hương hồn mẹ hiền độ sớm tiên du về miền Tây phương Cực Lạc quốc. Và sau khi nguyện hương xong, lần lượt xá ba xá thượng hương lên. Và sau khi thượng hương xong, quỳ tại chỗ lại cho mẹ hiền hai lại. Mẹ là tất cả mẹ ơi, mẹ là điểm tựa trên đời của con, mẹ là ánh đuốc thái dương sáng soi muôn dặm nẻo đường con đi. Mẹ đem cả tâm thân gầy nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay. Ngày xưa con khóc mẹ ru, ngày nay con khóc tiền mẹ lên thiên đàng. Và sau khi nguyện hương xong, đứng dậy xá ba xá lùi về phía bên trong cò linh cụ mẹ hiền. Tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng lễ phép kính mời cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể, cháu cố lần lượt bước lên tiền sàn thắp nén hương trước giờ đưa tiền. Bà nội, bà ngoại, bà cố về tới nơi an nghỉ cuối cùng. Chắp tay ngang trắng thành tâm cầu nguyện. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm Nhâm Dần. Các cháu đứng trước tiền sàn thắp nén hương cầu chúc hương hồn bà mau siêu thoát, tìm đến Phật đài dạo cảnh tiên. Và sau khi nguyện hương xong, lần lượt xá ba xá thượng hương lên. Và sau khi thượng hương xong, quỳ tại chỗ lại cho bà mình hai lại. Ngày tháng trôi qua như giấc mộng, âm dương cách trở mấy dòng đàn. Thắp đèn hương thơm lòng tưởng nhớ, bùi bùi xúc động lúc tiễn đưa. Và sau khi nguyện hương xong, đứng dậy xá ba xá lùi về phía bên trong. Tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng lễ phép kính mời các cháu trong thân tộc, cháu như cụ bà, bằng bác, bằng thiên, bằng cô, bằng dì, bằng vợ, bên nội, bên ngoại, thì có mặt tại lễ tang, thì tôi xin được phép mời nguyện hương chung. Cô chú bác nào có mặt tại lễ tang là cấp cháu trong thân tộc, thì lần lượt bước lên tiền sàn thắp nén hương buộc trước giờ đưa tiền. Người bác, người thiên, người cô, người dì, người vợ về tới nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau khi nguyện hương xong, lần lượt xá ba xá thượng hương lên. Và sau khi thượng hương xong, quỳ tại chỗ lại cho cô dì mình hai lại. Trăm năm cổ thụ trên ngàn, đời người trăm tuổi dễ dàng có đông. 84 năm cuộc đời một đời, do mạng số biết làm sao tránh khỏi. Và sau khi gia đình tang thuyến nguyện hương đã xong, tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng lễ phép kính mời cô chú bác, anh chị em láng giềng chọn sớm, ai đến sau đến buồn, mình hãy tập trung thắp một nén hương thành tâm cầu nguyện Đức Phật A Di Đà sớm đón rước hương hồn cụ bà Bùi Thị Nhân độ sớm vãng sanh về miền Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Và sau khi quý bà con cô bác nguyện hương đã xong, và một lần nữa tôi xin trân trọng lễ phép kính mời toàn thể anh chị em con cháu trong gia quyến mình hãy tập trung trước cửa nhà mình, đứng quay mặt ra ngoài, nghiêm trang với cảm tạ cùng quý bà con cô bác, cùng bạn bè thân hữu gần xa, và người ta đã đến chia buồn thương tiếc giúp đỡ gia đình mình suốt mấy ngày qua. Cuối cùng, tôi được sự đồng ý thay mặt gia đình nói lên lời cảm tạ, kính thưa chính quyền địa phương các cấp, kính bậc quý thầy, kính thưa quý bà con cơ quan anh chị em, gia đình thân gia thân bạn quyến thuộc bằng hữu gần xa kính mến. Chị mẹ bà của chúng tôi là bà Bùi Thị Nhân. Trong thời gian qua, người đã lâm chồng vợ, gia đình đã tận tình chạy chữa, thuốc thang chăm sóc. Nhưng vì tuổi cao sức yếu nên không qua được cơn bệnh của tuổi già, người đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 19:50 nhằm ngày 6/12 Nhâm Dần, hưởng thọ 84. Và kính thưa quý bà con cô bác, trong mấy ngày qua, quý bà con cô bác đã dành thời gian và son quý báu của mình để đến chia buồn phúng điếu và thắp nén hương cầu nguyện cho mong linh người được an nhàn nơi chính xứ, được quý thầy tụng kinh cầu siêu và sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, được tan nhạc lễ giúp cho phần nghi thức tang lễ thêm phần trang trọng, được đội mai táng trại hồn Long. Thank you.
tâm mệt này nặng nghe chắc thầy kêu rẻ cô này đem bao cưng cô cầm thêm thanh heo luôn á bây giờ dạ cho cô đứng đây đi mở tư cái này nữa cầm theo luôn kêu mấy đứa con trai nó nhường thôi à thằng gì gì em con quá từ làm sao quý mặt với mặt quý hai nhẹ nhàng nó lấy quan tài bò lên ngủ ra đấy lên ơi Thank you.
ơi đó. Không có bả nào hết trơn. Đến trống là anh em tôi tùy đến. Để cho lăn bánh thì mình hay đi theo. Lăn bánh đi qua hết. Rồi xong là xong đóng cửa nha. Chạy cứ từ từ đường xa mà lấy lộn đâu đi hết. Đi ra đây.
Thank you.
sao để mà thành công quá ở quê đâu cũng chết cái hàng á. Thank you.
hai cơ này. Leo lên trước luôn rồi kìa. Leo lên xe đó luôn rồi. À, leo lên xe tải được. Lét chỗ đâu.